gì nữa. Đó rụng tim rồi đó, rụng nụ luôn. Thôi, bây giờ thì mình trao đổi chút xíu đi. Anh thấy là cặp đôi này đẹp trai rồi đẹp gái ha, có tài này kia nữa. Đúng, đúng cái gu mà em thích là em thích một bạn nam cao này và ăn mặc lịch sự, thì không biết là sau này tìm hiểu như thế nào, nhưng mà hiện tại thì em thấy là bạn rất là phù hợp với em. À, riêng bản thân anh á, khi nhìn thấy em thì về ngoại hình thì em rất là dễ thương. Còn anh thì chắc phải cần một vài buổi trò chuyện nữa khi mà nói chuyện nhiều hơn, thì anh nghĩ là với cái năng lực khác hẳn. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai, ngồi đi em. À, nào cưng, giới thiệu về mình đi. À, em chào chị Hồng Vân ạ, em chào anh Quyền Linh, em chào bạn nam bên kia và em chào toàn thể quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. À, em tên là Phạm Thị Trà My, năm nay em 23 tuổi và hiện tại em đang là giám đốc kinh doanh của công ty Cobalarico ở Hóc Môn ạ. Rồi, mời em trai. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân, chào em. Và chào toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Ngô Hoàng Viễn, 24 tuổi, hiện đang là giám sát của công ty Nestle Việt Nam. Trời ơi, trẻ măng, trẻ mắng. Giám đốc bên đây giám sát, ngồi kế là giám thúi. Sao bây giờ mình nói sơ về cái điểm mạnh và cái điểm chưa mạnh của mình nào? Nói về điểm mạnh của em thì em có thể nấu ăn, hát, đàn piano, đặc biệt là em rất là thích kinh doanh ạ. Còn điểm chưa mạnh? Điểm chưa mạnh thì em không biết bạn nam bên kia nghĩ sao, nhưng mà em đi với bạn thân của em thì em hay nói một số những cái từ không tốt đấy ạ. Em cũng cố gắng em sửa, và nói chung là trong những trường hợp như gặp người lớn hay là gì đó thì em không nói những từ đó. Còn như đi với bạn mà toàn bạn thân thì em cũng thì lâu lâu hay bị phọt ra, đúng không? Đúng rồi. Và một điểm yếu nữa thì em nghĩ là em hay nói thẳng ạ. Dễ mất lòng người khác lắm, giống như em thấy sao thì em nói vậy. Rồi, mời em trai. Dạ, điểm mạnh của em thì ở nhà thì em biết làm hết việc nhà, biết nấu ăn. Ngoài ra thì có thêm kinh nghiệm chăm cháu nữa. Rồi trong công việc thì em là người khá là nhanh lẹ nên là thích nghi công việc nhanh. Bạn có tài lẻ gì không? Dạ, tới cái tiếp là đi chơi thì em biết chụp hình, biết quay phim, biết dựng phim, biết sửa ảnh. Cũng giỏi. Ngoài ra là em cũng có mấy cái kỹ năng sinh tồn nên đi chơi là không có sợ gì hết. Em có tật xấu gì không trai? Tật xấu thì bạn nữ bên nãy có nói tật xấu của bạn, thì thực ra thì em cũng vậy thôi, giống không? Dạ. Tuổi trẻ mà. Bạn em thì em nói chuyện cũng không có giữ ý tứ gì hết, nhưng mà gặp người lớn thì sẽ khác. Đúng rồi. Bên cạnh đó thì em có cái tính xưa giờ, bản thân em cũng không thích cái tính này của em, đó là nếu như một cái chuyện nó không quan trọng đó, là em cứ để đó. Thuộc cái dạng là nước tới cổ mới bơi đó, nhưng mà tới chân ngành thôi. Nhưng mà sau này phải khắc phục nha, cái đó sau này dạ. Đôi khi nó cũng phạm sai lầm nhiều lắm, nhiều khi cứ chờ nước tới chân nước nó ào cái là không có được gì luôn. Em lãnh hậu quả nhiều rồi. Rồi, đàn gái cho chúng tôi biết một chút về đường tình duyên đi. Dạ vâng ạ. Em thì em trải qua 4 mối tình rồi ạ. Mối tình gần nhất ở đây được hơn 1 năm, bạn ấy nhỏ hơn em 3 tuổi và hút thuốc, xăm mình, nhậu nhẹt, tất cả những cái mà em nghĩ là không có một người phụ huynh nào muốn con của mình quen. Nhưng mà em cũng thử cố gắng, hai đứa cũng hơn được 1 năm, nhưng mà do rào cản là bạn tự cảm thấy là em thì như vậy, còn bạn thì công nghề nghiệp chưa ổn định ấy ạ. Nên là bạn chủ động chia tay, bạn rút lui. Vâng ạ. Em trai có mấy mối tình? Dạ em chưa có mối tình nào hết. Có vậy mà ai tin, chưa có người yêu không, không có mối tình nào không, có đơn phương không? Dạ đơn phương thì cũng có, chưa đi học thì em thì chuyên gia là để ý mấy bạn lớp phó học tập. Bạn này là phải con gái giỏi, sạch sẽ, gia đình gia giáo. Đi trong lòng. Tiêu chuẩn hơi kỹ, hơi cao một chút, cho nên là bạn không có người yêu là lý do đó. Đúng không cưng? Dạ, y chang vậy đó. Tức là bây giờ bạn này chỉ hình dung xem là bạn bên này á là có đúng như trong cái suy nghĩ của bạn hay không. Chứ còn gu bạn này là tôi biết rồi. Em đoán thì chắc đây cũng là một bạn gái xinh xắn, và em nghĩ là sẽ chững chạc vì 23 tuổi mà đảm đương cái chức vụ đó thì nó không hề nhẹ nhàng. Có chút mạnh mẽ cá tính ở trong đó. Nhưng mà em có e ngại cái chuyện mà em thì chưa có yêu ai mà trong khi bạn thì là 4 mối tình rồi không? Có một chút chút, cái nỗi sợ đó nó cũng xuất phát từ cái câu chuyện này bạn mới kể. Có thể là bạn nữ này thích bad boy hơn là good boy, em nghĩ như vậy. Em sợ cái gu
không có giống gu em đúng không? Dạ, em với là một... thích good girl. Nhưng bạn này, bạn có thích bad boy không? Em nghĩ là quan trọng là cảm xúc và hai người hợp nhau nữa. Chứ còn nếu mà người ta có thể có nhiều 10 phần mà chỉ có 4 phần tốt thì 6 phần còn lại vẫn hoàn thiện được, nếu mà mình thực sự mình muốn cố gắng cùng đối phương ạ. Nên là good hay là bad thì đều không sao hết. Nhưng mà cái gu của bạn là như thế nào? Với một người đàn ông thì bạn muốn là ở ăn mặc sao, mặt mũi phải như thế nào? Bạn trai của em thì em nghĩ là đầu tiên là phải chịu được tính cách, vì thực sự nhìn em vậy thôi, nhưng mà những lúc mà em mà giận nhiều khi em cáu gắt lên, rất là nói những câu hơi bị khó nghe làm cho họ sẽ buồn. Em muốn bạn nam phải cao hơn em. Đương nhiên là cao hơn em, dạ. Đó kêu nhiều khi gấp đôi em á. Và ăn mặc lịch sự là được. Bên đây lịch sự, ngon lành, sạch sẽ luôn, mặc đồ đúng gu luôn. À. Em cao mét nhiêu à? Dạ, mét 75 ạ. Đó, mét 75 gấp đôi bạn này rồi. Đúng rồi. Em tốt. Dạ. Rồi, bây giờ thì để anh xem mình đàn gái dạ. Làm sao nha. Anh Quỳnh Linh ạ. Ôi trời ơi, dễ thương quá trời. Dạ, em cảm ơn. Người này cũng gu thẩm mỹ tốt. Người bên đây cũng gu thẩm mỹ tốt luôn. Hai đứa hợp ha. Hợp đó. Rồi, hôm nay thì em gái đi với ai? Dạ, em đi với đồng nghiệp em là sếp của em ạ. À. Hai, xin chào. Anh Quỳnh Linh và chị Cát Lâu, chị Hồng Vân ạ. À. Chào bạn trai và gia đình bên bạn trai. Thì em thấy thì bạn trai bên đây thì rất là hợp với gu của mình. Thì nếu mà được thì tìm hiểu. Nói chung là trai tài gái sắc. Cảm ơn em. Anh trai đi với ai? Dạ, em đi với lại anh họ em, với lại bạn của em. Dạ, em chào chị Hồng Vân. Em chào chị anh Quỳnh Linh. Chào nhìn bạn mình. Và chào mọi người ở đây. Theo anh đánh giá thì hợp với thằng em anh là chắc cũng phải là lên tới 80 rồi đó. 80% là hơn. 80%? Đúng rồi. Tại vì bản thân thì thằng em anh nó chỉ có một số điểm yếu nhỏ thôi, là nó hơi ham chơi chút xíu thôi. Thì cũng hy vọng là em có thể chấp nhận nó. Còn Viễn nè, thực sự bạn bên đây là rất là dễ thương. Nếu anh đánh giá thì tính cách mạnh, tốt, cũng khá giống em. Cũng mong là hai bên cũng thể tiến được với nhau. Rồi, cảm ơn người ta. Bây giờ mình mở rào cho hai trẻ gặp mặt đi. Không gian này là của hai đứa đó. Em chào anh ạ. Chào em. Cái này là quà em tặng cho anh. Dạ. Em ở Đắk Nông nên là trồng cà phê. Cái này là cà phê nhà em làm ạ. Rồi. Em cảm ơn ạ. Rồi mở ra mình mở qua luôn. Cái này là gì vậy? Em tặng cho bạn nữ là của anh Bum do anh đó. Nên là em hy vọng là của anh Bum này sẽ lưu trữ kỷ niệm của hai đứa em. Dạ, cảm ơn anh ạ. Rồi thể hiện anh thấy em đem máy chụp hình này là gì? Dạ thì em muốn lưu lại cái khoảnh khắc đầu tiên của hai đứa luôn. Chụp luôn. Dạ. Wow, lưu lại làm luôn khắc. Bạn kia tạo dáng luôn. Tạo dáng đi cưng. Đây tôi né qua một bên. Đi. Ngược lại. Ok. Như chuyên nghiệp luôn ha. Dạ, giống studio. Rồi một bố. Dạ, dạ rồi. Dạ. Ok. Nhớ gửi hình cho anh nha. Dạ. Rồi em có cái món quà gì em tặng liền. Em xin gửi tặng anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân với lại tất cả quý vị khán giả ở đây và anh bài hát mà em tự sáng tác ạ. Wow. Chiều vắng ngoảnh lại nhìn nơi phía sau em, lục lại tìm ký ức không anh, em chấp nhận mất anh đây, đừng để tình yêu thêm ngày sâu đậm, và dù người ra đi chẳng hy vọng, anh này đã quá xa rồi, em đã mất anh rồi, còn đâu và để lệ hên cay bơm mi rồi, lục lại tìm anh yêu dần nơi nào, anh này chẳng giống như xưa, mình em bữa rơi mưa tóc quên. Hay quá. Các bạn nói nghe nè, cái bài này rất là hay. Dạ. Nhưng mà phải để một người khác hát. Còn ngay thời điểm này em phải hát một cái bài gì đó mà nó mang tính gắn kết. Và trời ơi, lại một mình em dưới mưa rồi, nhớ về anh thôi. Đừng. Em phải đổi bài đi. Em hát bài Em Gì Ơi của Jack nha.
giờ tung bay khúc nhạc mê say, bước lòng tha hương ước rằng ngày mai nắng lên, ngày mai nắng lên ta sẽ quên. Này 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 anh gì ơi, anh gì ơi, anh gì ơi, ở lại và yêu được không, yêu được không, yêu được không, thật lòng này ta chỉ mong, ta chỉ mong bên dòng sông người có nhớ có trông. Việc gì phải ôm buồn đau, riêng mình ta, cuộc đời là muôn ngàn hoa, muôn ngàn hoa, muôn ngàn hoa, cuộc đời này thật là vui biết bao, trời xanh núi cao mây ngàn sao. Ồ, oh. Quá. Trời ơi. Rồi. Nghe ta gì? Hát thôi là bấm nút rồi, không như cần phải là, hỏi han gì nữa. Như đó rụng tim rồi đó, rụng nụ luôn. Thôi, bây giờ thì mình trao đổi chút xíu đi. Anh thấy là cặp đôi này đẹp trai rồi đẹp gái ha, có tài này kia nữa. Đúng đúng cái gu mà em thích là em thích một bạn nam cao này và ăn mặc lịch sự, thì không biết là sau này tìm hiểu như thế nào, nhưng mà hiện tại thì em thấy là bạn rất là phù hợp với em. Riêng bản thân anh á, khi nhìn thấy em thì về ngoại hình em thì em rất là dễ thương. Còn anh thì chắc phải cần thêm một vài buổi trò chuyện nữa, khi mà nói chuyện nhiều hơn, thì anh nghĩ là với cái năng lực, cái khả năng của em hiện tại thì anh nghĩ chắc anh cũng bị đổ sớm rồi. Anh rớt liền, anh rớt ngay sau đây rồi. Thôi mình hẹn hò sao các bạn? Ý là đó giờ anh chưa bao giờ quen ai đúng không? Đúng rồi. Bây giờ nếu mà anh hẹn hò với một người thì anh có chịu được cái tính cách của một người mà hơi bị thẳng thắn như em á? Những lúc em tức lên là em nói với lại hành động của em làm cho nhiều khi em làm tổn thương á, thì anh có chịu được không? Lúc nào em cũng muốn người khác làm lành trước. Anh là một cái người mà lúc mà giận á là anh bỏ đi, nhưng mà không phải bỏ đi là bỏ đi luôn, mà là bỏ đi cho chờ người kia nguội xuống rồi mình mới về. Vậy nếu mà quen em không muốn người bạn trai mà khi mình đang giận nhau tự nhiên bỏ đi, mặc dù em biết là em sai, em ngang ngược, nhưng mà sau đấy em sẽ tự chủ động xin lỗi cũng được. Nhưng mà em không muốn người ta bỏ đi vì em sợ cái cảm giác bỏ rơi đúng không? Đúng rồi, chính xác ạ. Nên là anh đừng, ý là anh đừng bỏ em đi. Ok, thì em cần cái gì đó để hạ nhiệt kịp thời thì ok, anh sẽ hạ nhiệt kịp thời. Rồi, bây giờ trước khi ta bấm nút, chúng ta cảm nhận gì về cuộc nói chuyện ngày hôm nay và cảm nhận người đối diện thế nào? Em nói đi em. Thật sự là do cũng chưa yêu bao giờ nên em cũng không biết diễn tả cái cảm xúc của mình lúc này là như thế nào. Nhưng mà với bạn nữ thì em nghĩ là em muốn tìm hiểu bạn. Rồi, thôi. Còn cái chuyện trả lời câu hỏi đó thì bạn nữ sẽ trả lời bằng nút bấm. Hãy để tay nút bấm đi các bạn. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. Chúng ta nhắm mắt lại, kiểm tra thật sự con tim mình có rung động với đối phương chưa. 3 2 1 Chúc mừng. Các bạn mình nắm tay nhau. Dạ. Bắt đầu từ chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén, và các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Chương trình gửi tặng đến 2 bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc hair, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc hair dùng tốt cho cả nam và nữ. Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dạ, chào anh chị. Rồi. Dạ, em cảm ơn ạ. Chào bạn gái đi trước. Rồi, xin mời nhà gái. Mời anh ta giới thiệu về mình. Dạ, em chào chương trình, chào anh Nguyên Linh, chào cô Hồng Vân, chào quý vị. Em bác, tên là Trần Công Hồ, sinh năm 1987. Nghề nghiệp của em là lái xe. Hiện tại em sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Còn em xin chào chị Hồng Vân. Em chào anh Quyền Linh. Rồi và em chào bạn trai bên kia. Em xin được tự giới thiệu, em tên là Trần Thị Mộng Tuyền, năm nay em 31 tuổi ạ. Em lái xe là, em lái xe du lịch hay lái xe tải hay lái xe container? Em lái
công, mà nói chung thì xe nào em cũng lái được. Em ở quận mấy? Quận 8. Vậy hả, em đi làm từ lúc mấy giờ? Công việc của em hiện tại thì bây giờ trước sáng thì 3 giờ em dậy em làm bo bo, đến 8 giờ thì nghỉ, tới 9 giờ thì em mới lái xe chị. Vậy đó. 3 giờ làm bo bo là làm gì? Nuôi cá kiển, bo bo cho cá kiển, thức ăn cho cá kiển. Như vậy có nghĩa là bạn làm nhiều nghề đúng không? Dạ. Chưa gì thấy cưng rồi ha. Dạ. Rồi em gái cho đàn trai biết về ưu điểm và khuyết điểm đi em. Ưu điểm của em nhận thấy em là một người có trách nhiệm trong công việc, hòa đồng, biết lắng nghe. Em là giáo viên mầm non chị. Ở đâu? Dạ em ở Bình Chánh chị. Khuyết điểm của em á là em hơi cố chấp, với lại em hay quên chị, quên những chuyện nhỏ nhặt. Còn bạn ơi, bạn nói về mình chút xíu đi bạn trai. Dạ cánh ít nói, lại tập trung vào công việc thì nhiều. Em có mấy mối tình rồi hồ? Dạ một mối tình năm 2010. Quen mấy năm? 3 năm mấy. Tại sao lại chia tay? Cô ta không có nói thật. Các bạn đó nói dối em hả? Dạ em điện thoại thì cô ta hay cắt máy, ý là khi nào cần thì cô ta mới gọi cho em thôi. Vậy hả? Dạ. Chào em, hiện giờ cái thời gian biểu của em là như thế nào? Thường thì lái đến 4 giờ là xe cấm rồi. Còn lắm lúc thì kẹt hàng đi Bình Dương thì mình có thể về trễ 8-9 giờ cũng có khi cũng 10 giờ cũng có. Rồi ngoài cái nghề đó em còn làm nghề gì nữa không? Nghề nào làm cũng được. Bây giờ có tiền nhiều chưa? Mua có rồi. Bây giờ có nhà chưa? Có nhà riêng rồi. Có nhà riêng luôn. Em mong cái người vợ của em sẽ như thế nào? Đơn giản, hiền, nghĩa là không thích mà dạng mà ăn chơi quá. Không thích mà dạng cờ bạc hay mấy cực xấu mà không thích. Ừ, biết lo cho gia đình. Ôi, bà mối bà làm gì phỏng vấn đằng tay người ta mắc cỡ hỏi hoài vậy? Tôi nhìn bạn này tôi thương. Mỗi hồi giống bỏ chạy lắm á. Phải không em? Bộ em sợ chị lắm hả hay sao? Không. Chị ân cần quá mà. Không, thấy bó gối. Bó gối hả? Chào em gái, em không thích điều gì ở đàn ông? Em không thích đàn ông gia trưởng. Sức đây gia trưởng gì? Hiền khô như cục bột vậy đó. Không thích đàn ông nổ cơ nè. Em thích kiểu người khiêm tốn. Nói còn dám nói lấy gì nổ. Dạ. Không nổ rồi đó. Bây giờ là bạn đó bằng cái khẳng định là bạn có nhà rồi. Ừ. Có thể bật mí ngang nhiêu dài nhiêu không? Bề ngang 4, bề gài 13. Quả lòng mà mối chưa? Nhà trai nhà 4 tấm đó. Ôi đó ơi, chảnh. Cái người bạn trai của em muốn sao? Cái tính mà quan trọng nhất của em là phải chân thành. Chân thành? Dạ, nghiêm túc. Có luôn. Thành thật. Thành thật? Dạ, dạ. Cá mà ta còn chăm sóc đừng nói chi con người. Chứ như anh với Hồng Dân mà nuôi cá là chi ngang sớm lắm. Hồi nào ông thôi tôi nuôi được. Dạ. Con gái đi với ai? Dạ, em đi với mẹ, anh chị hai và chị Tư ạ. À. Dạ, chào Quyền Linh và Hồng Dân. Dạ, chào nhà. Dạ, chào em đây. Với chào hỏi nhà trai. Qua những điều em nói thì anh thấy em là có những quan điểm hình như cũng giống anh cực khổ dữ lắm. Bên đây là anh dạ anh rể. Anh rể. Em cho anh hỏi em thứ mấy trong gia đình? Em thứ 9. Còn em nữa không? Còn người em trai. Bên đây thứ 10. Thôi. Đúng. Hai nhà ngang nhau. Dạ. Em có biết uống rượu được không? Có lúc nhỏ có. Vậy được, tại anh thứ hai anh làm được 5-6 lon, còn thằng cột chèo thứ tư thứ sáu thằng làm được 10 mấy lon. Căng này chưa? Người ta nói trà tam rượu tứ, ở đây mới có 3, đợi em nữa là 4. Chiều nổi không? Rồi cảm ơn. Em trai đi với ai? Đi với mẹ ruột cái là gì cũng đại gia đình luôn. Em xin chào anh Quyền Linh và em xin chào chị Hồng Dân. Dạ. Em là dì Út. Cháu này cũng dễ thương, cháu tôi rất là cũng hiền lành. Thật sự có sao là tôi nói y vậy. Ngoan, biết hiếu hạnh với cha mẹ, biết lo làm ăn, không có ăn chơi. Gia đình có mai mối gì cho bạn? Lo làm ăn không à? Lo mừng ăn không á? Lo kiếm tiền không à? Lo kiếm tiền để mua nhà. Thấy thì tôi cũng rất là ok. Ok. Hiền. Thấy cũng có nết na. Dạ, cảm ơn gì? Mẹ có muốn nói gì mẹ? Không mẹ? Chị đâu, tôi chị đó thì giờ tôi cũng... Nhưng mà con trai là ở chung nhà với chị. Ở bây chung. Giờ là con trai đang báo hiếu mẹ đó. Nghĩa là về làm dâu đúng không cô? Trời ơi, tôi không phải nói tôi nổ nè, chị tôi ha. Dễ, không có làm dâu con gì hết trơn á. Bây giờ mình mở rào cho hai đứa gặp mặt đi. Mở rào. Qua đi đó.
cô Hằng. Dạ, cảm ơn anh. Em cũng có một món quà muốn tặng cho anh. Đây là một bức tranh em được, nó được xếp từ những hạt gạo. Em hy vọng rằng cái người nhận bức tranh này cũng làm việc gì cũng có sự kiên nhẫn. Em tặng anh. Gặp em anh thấy em sao? Không nghĩ ra. Thì có giống như anh tưởng tượng không? Được gì về dễ thương thì có, mà cũng nó thật. Thấy em nói thật. Anh thấy em có nói nhiều không? Nếu mà anh ít nói vậy, anh có ngại người nói nhiều không? Suốt ngày lải nhải ở lỗ tai anh có bực bội không? Nói nhiều cũng được, mà nói đúng chuyện, đúng về những gì họ nói. Nói nhiều đừng nói nhảm, đúng không? Dạ, nói đúng, đúng. Anh làm thời gian như vậy anh về anh có mệt không? Anh có cảm thấy là mình vất vả quá không? Gian thì có mệt rồi đó. Buông ra ngủ liền. Ngủ liền luôn. Dạ. Vậy mà lúc em mà lỡ gọi điện khuya và nhắn tin cho anh rồi anh có bực không? Anh có quạo không? Không. Hai bé này rất thực tế luôn. Nếu mà em nhắn tin thì anh hay thì em sẽ trả lời, còn dạ, không thì nằm ngủ luôn. Rồi ngủ dậy anh có nhắn tin trả lời lại cho em không? Em chỉ sợ là anh có lúc anh thiếu ngủ, mà anh công việc anh làm tài xế á, với lại lúc nãy anh nói là anh không có tập trung công việc, mà cái công việc tài xế lúc anh lái xe anh phải tập trung cao chứ. Do chạy từ nhỏ lớn rồi mình nhìn đường rất hay, không có lo về vấn đề chạy xe. Dạ. Anh có thường nói chuyện với gia đình không? Có, thì nói chuyện với mẹ nhiều nhất. Bây giờ nè, em đứng lên tự tin hát cho thoải mái đi, họ nói chuyện nào, bắt đầu. Hát bài Nỗi Lòng Của Con. Hát đi Cưng. Mẹ hiền ơi, quê nhà chở trong con về, vì nơi xứ người con phiêu bạc bản thân cho đời. Cần đêm mình con bận không nhớ mẹ nhớ cha, nước mắt chan cơm mẹ. Thôi. Có bài nào khác vui vui không? Tự nhiên gặp người yêu mà hát. Chạy xe ít của nghe nhạc. Thôi, giải hát đi. Em định đó là một chút, em hát em để tỏ tình với anh đó. Nhưng mà giờ anh đòi hát trước nên giờ em hát luôn. Tỏ luôn. Rồi cứ hát đi. Chủ động luôn, mạnh mẽ lên. Baby, tell me how can I tell you that I love you more than life. When you touch me, I can touch you to find out it's really true. I love to be loved, that I love to be loved by you. Nghe được câu gì trong đó? Không hiểu. Có cái câu mà người ta quan trọng nhất. Anh yêu gì? Câu đó là đủ rồi. Là gì? Anh yêu em. Vẫn quan trọng nhất là cảm xúc cho các bạn. Rung luôn nha. Người ta đang rung lắm, người ta không có nghe mình nói gì đâu. Căng thẳng gì? Không có nghe mà, người ta không nghe mà, người ta lo cái nút bấm rồi. Nước mắt chàng cơm ha. Nhắm mắt lại. 3 2 1 Hết thời gian. Hay quá, trời ơi. Cái cặp này làm tôi hồi hộp muốn rớt tim ra ngoài à. Nắm tay luôn đi, nắm tay vô. Rồi. Xin phép hôn nụ hôn đầu tiên đi. Xin phép ba cho con hôn bạn. Hôn bạn. Hôn phải làm liền nha. Hôn lại cái đi, hôn lại cái cho bạn có tinh thần đó nè. Coi rồi, tôi kêu thấy chưa? Chúc mừng các bạn, chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa. Sao mà chia tay hai mối tình 4 năm với 2 năm vậy? Dạ, mối tình đầu 4 năm là thời sinh viên. Rồi, sao qua? Dạ, mối tình thứ hai thì chủ yếu là về gia đình. Gia đình không chấp nhận? Cũng do một phần nữa là khoảng cách nữa. Và chủ yếu là nếu mà có tiến tới xa thì bọn con sẽ có những cái không cho phép. Nếu như bây giờ con yêu một người đó, người đó yêu rất yêu con, nhưng gia đình không chấp nhận thì sao? Dạ, thì mình phải cố gắng để hai đứa cùng thuyết phục gia đình. Được, chứ đừng vì gia đình không cho phép rồi cái mình dạ buông luôn ha. Dạ. Bây giờ nếu như mình lấy vợ về thì mình sống ở đâu, con mình có định hướng chưa? Dạ rồi, tức là
Thật ra là công ty con thì năm ngoái thì lớn mạnh, nhưng mà vì sự cố cho nên là con đang bắt đầu lại từ đầu. Thì con định hướng là chắc chắn là sẽ phải định cư ở Sài Gòn. Dạ. Nhưng công ty đó của con hay là dạ, của con? Của con luôn hả? Dạ. Con là chủ. Mình chủ yếu là kinh doanh về gì? Dạ, con có hai mảng, một là mỹ phẩm, thứ hai là thực phẩm chức năng. Con hợp tác chị Lan được đó. Rồi, bây giờ mình nói về tương lai đúng đi rồi. Ha. Bỏ qua những cái chuyện cũ đi dạ. Ha. Đúng rồi, bây giờ là nhà gái cho chị Lan biết là em mong muốn có một người bạn trai như thế nào. Dạ, thường là mọi người cũng hay nói em là người khá là suy nghĩ nhiều và em thích là một cuộc sống nó phải có cái sự ổn định và nó có kế hoạch trước trong tương lai ấy. Cho nên là một người đàn ông em nghĩ là em đã nói nhiều rồi thì bạn trai sẽ là người hơi trầm tính một chút xíu, bạn sẽ chững chạc trong suy nghĩ và bạn biết quan tâm và điều phối mọi việc trong gia đình. Bạn sẽ cán đáng được cái phần đó, những công việc bên ngoài bạn sẽ lo, còn những việc ở nhà thì em vẫn, mặc dù vẫn đi làm nhưng mà em vẫn sẽ chăm sóc gia đình. Dạ đúng rồi, em thích những bữa cơm có tất cả mọi người ngồi xung quanh. Dạ, nó đầm ấm và em thích những buổi tối được ăn cơm cùng với gia đình như vậy. Dạ. Người phụ nữ của gia đình con xin chào. Dạ, con chào chú. Một chàng trai cũng trầm tính, cũng dạ, bản lĩnh đó. Dạ. Công ty riêng, nhưng mà chẳng qua đó là một trong những cái khó khăn chung của kinh tế toàn cầu thôi. Dạ. Bây giờ nếu mà con truyền được những năng lượng tích cực thì chàng trai cũng sẽ bắt đầu lại một công việc tốt hơn. Dạ. Ha? Mà con có mong muốn mẫu hình lý tưởng như thế nào không? Hay là chỉ đơn giản vậy thôi? Dạ. Tại vì con cũng khá là cao và đô con. Dạ, cho nên là cũng cao đúng không? Dạ đúng rồi. Để đó chị Lan qua chị trẻ. Chàng trai tôi hơi ngon rồi nha, đẹp trai à. Sực, cao mới chín á. Dạ nhà trai. Dạ chào chị. Trời ơi em ơi ngon lắm. Được ạ. Được. Rồi, cao bao nhiêu nhưng mà thấy ngon. Mong muốn gì nữa không? Chị Lan đứng sẵn bên đây này. Hỏi gì? Hỏi luôn gì nữa nè. Bạn anh Công đúng không ạ? Dạ. Dạ. Anh nếu mà anh có thích cái mẫu người mà ở ngoài hoạt bát quá hay là nói nhiều quá thì anh có bị e dè không anh? Không, thực ra thì công việc của anh thì buộc là phải vậy. Ở trong công việc thì như anh cũng phải nói nhiều mà. Dạ. Nếu mà em có hơi nặng cân một chút xíu thì có là vấn đề với anh không? Thật ra thì anh đến chương trình thì mẫu người của anh chủ yếu là về con người, về tính tình thôi, chứ còn ngoại hình thì mình... Cân nặng đâu quan trọng đúng không? Dạ đúng rồi. Cũng không có nặng gì, cũng cỡ chị Ngọc Lan thôi. Ừ, dạ. Cỡ chị Lan à. Dạ. Rất ok, nhà gái tôi thấy tôi chấm nhà gái luôn rồi đó. Dạ. Còn Công thì... sao? Công mong muốn có người bạn gái như thế nào? Dạ, mẫu người của em thì chủ yếu là về tính tình thì có hướng về gia đình cha mẹ nhiều. Thứ hai là em thì không muốn người phụ nữ đấy thì kiểu hay thị phi chút xíu. Hay thích chuyện này kia. Hay thích nhiều chuyện đúng không? Dạ, dạ. Ý vậy đúng không? Dạ. Chỉ vậy thôi. Không, cô này không nói mất nhiều chuyện đâu. Cô này là chỉ làm việc thôi. Đúng, và đúng, khó đúng tính đó, chứ không có dễ tính nói đâu. Nhiều chuyện thôi, tức là nói rất nhiều cái chuyện để em giao tiếp thôi, mà không có nhiều chuyện là khác. Ha? Dạ dạ. Ừ. Dạ nói nhiều khác, nhiều chuyện gì đúng khác. Rồi. Dạ. Rồi. À, bây giờ thì chúng ta gặp người thân. Chàng trai đi với ai? Dạ, hôm nay em đi cùng với một người bạn, là người em của em. Rồi. Chào nhà trai. Xin chào tất cả mọi người, xin chào chú Quỳnh Linh và chị Ngọc Lan. Em là bạn của bạn Công. Thì nói chung em quen với bạn Công thì cũng lâu, khá là lâu rồi. Nhưng mà bạn Công trước giờ thì cũng chưa có, từ lúc mà em quen bạn Công thì cũng tầm 4-5 năm rồi mà chưa có mối tình nào. Bạn Công chưa có mối tình nào, cũng ế khá lâu rồi. Thì để đánh giá bạn Công thì bạn ấy là một người cũng như anh chú Quỳnh Linh có nhận xét thì khá là trầm tính, nhưng mà cũng hòa đồng hoạt bát, vui vẻ chứ không phải là lầm lì. Bạn Công là một mẫu người của gia đình. Nếu mà người phụ nữ nào mà tiến đến được với bạn Công thì có thể là bạn ấy sẽ chăm lo được rất là tốt và dù quan tâm từng chút một. Tại vì qua tiếp xúc rất là nhiều với bạn Công có thể thấy được bạn Công là một người rất là quan tâm với người khác, có thể là những cái quan tâm rất là nhỏ nhưng mà mình thì không để ý, mình không để ý. Thì em thì nhận xét bạn nữ bên này thì cũng khá là xứng đôi với bạn Công, thì cũng hy vọng là hai bạn cho nhau một cơ hội để có thể tiến tới được với nhau. Rồi, cảm ơn em trai. Xin đi. Dạ, con có đi theo với lại hai người bạn. Hai người bạn nữa. Dạ. Rồi, người bạn có ý kiến ra nào? Nói đi con. Nói đi con. Dạ.
bỏ video không? Nói liền ấy liền nha bạn. Không được là làm liền nha. Rồi, giới thiệu lại ha. Dạ, con chào chú Hiền Linh, em chào chị Ngọc Lan, chào anh và tất cả mọi người mặt trong trường quay hôm nay. Thì em là bạn thân của chị Tú Trinh cũng lâu rồi, thì chị là người rất là dễ thương, hoạt bát. Thì nói chung là chị Trinh là một người mà yêu lý tưởng theo em thấy. Dạ, còn đó là em nhận xét về chị vậy. Còn đối với anh thì em thấy anh đẹp trai, cũng tài chính ok rồi, công ty thì kiểu vững chắc rồi, thì em nghĩ là hai anh chị nên cho nhau một cơ hội. Dạ, em xin hết. Rồi, cảm ơn. Rồi, mình nghĩ là hai bạn đủ sức để có thể đưa ra quyết định chính xác. Bây giờ mở rào xem hai bạn gặp mặt thôi. Mở rào. Các bạn làm được không? Bắt đầu được không? Tới đi. Cảm ơn. Dạ. Em cũng có chuẩn bị. Thì đây là một quyển sách. Thì em cũng là người có những thời gian rảnh đó, thì em cũng thích đọc sách, nghiên cứu. Dạ. Thì mong anh cũng khi mà có thời gian rảnh đó, thì mình cũng sẽ đọc, mình tìm được một số lý tưởng sống ở trong quyển sách này. Cảm ơn. Dạ. Con có món quà tặng chú. Rồi, có chú nữa con. Dạ. Rồi, cảm ơn nhiều. Dạ. Em cũng cảm ơn. Cảm ơn em. Dạ. Chi tiết dễ sợ. Người đàn ông này thì được đó, không phải tặng quà tôi khen đâu, mà tôi cũng phải tặng quà. Rồi, chuyện của hai đứa cứ trao đổi đi. Em thấy anh sao? Nói mới lần đầu gặp thì cũng khó, nhưng để mình tìm hiểu sâu coi nó như thế nào nha. Thì cái giao diện đầu tiên đó. Cái nhìn đầu tiên em thấy anh sao? À, giao diện đầu tiên thì ổn chú. Dạ. Quá anh, ổn anh thấy em như thế nào? À, cũng ổn. Em ở Củ Chi thì em đang sống ở đấy một mình hay là với gia đình? Dạ, em ở chung với ba mẹ em. Trước giờ là nhà em ở Củ Chi, cho nên là những cái công việc của em á, em muốn làm gần với gia đình á, để có thể là về với ba mẹ á. Cho nên là những cái công việc của em chọn á, thì nó ở trong cái khu vực Củ Chi thôi, chứ em không có làm việc ở thành phố. Làm văn phòng cụ thể em làm về công việc gì? Em là nhân viên kế hoạch sản xuất và có kiêm thêm một mảng về đào tạo. Như vậy thì thời gian em còn được dư nhiều. Thật ra thì em chỉ sắp xếp làm việc trong giờ hành chính thôi. Còn những cái buổi chiều thì em vẫn có thể sắp xếp thời gian để chơi thể thao. Em có một cái đội đánh cầu lông, mà trong cái hội cầu lông đó nó cũng có một cái chỗ để chơi đá bóng nữa. Hồi nãy em có nghe là anh có chơi đá banh đúng không? Có. Vậy thì mình có thể, tuy là không có chơi chung một môn thể thao, nhưng mà mình có thể đi chung với nhau. Anh thì có một cái là thời gian anh lại làm gần như ngược với em một chút xíu. Bởi vì thời gian hành chính thì các bạn nhân sự ở nhà làm, còn anh thì và như phải phụ ở phía sau, cho nên là khoảng thời gian các bạn làm hành chính thì anh lại chỉ phụ thôi, còn gần như những cái mà hệ thống ở phía sau thì anh lại phải làm vào cái giờ các bạn đang ở nhà nghỉ. Đó, thì thời gian trong tuần thì thực ra gần như là nếu mà em có thời gian rảnh và mình có thể hẹn hò thì anh gần như có thể sắp xếp được. Là cụ thể là mình chỉ có thể rảnh buổi sáng thôi? Gần như buổi sáng thì anh phải bận, bởi vì buổi sáng là buổi mà anh phải theo dõi số liệu các thứ của công ty. Tại hồi nãy anh nói là nó ngược thời gian với em, mà em làm giờ hành chính thì em sẽ làm từ sáng cho tới chiều khoảng 5 giờ. Anh thì cố định là buổi sáng một chút, đến trưa thì lại rảnh, nhưng mà buổi tối thì gần như là phải xem xét lại. Vậy là đi coi phim là phải đi 12 giờ trưa. Thật ra thì vì là công việc của anh tự chủ cho nên là anh hầu như anh sắp xếp được. Anh đang nói là bình thường hàng ngày công việc của anh á, là gần giám đốc mà tôi nghĩ làm. Dạ không. Kiểu này. Em quan niệm thế nào về một gia đình? Một gia đình thì hồi nãy em có chia sẻ rồi, em rất là mong muốn có một người bạn, có thể không phải là một người chồng không, mà có thể là bạn tâm giao, để có thể chia sẻ tất cả mọi chuyện ở trong cuộc sống. Thì mình có thể là những người yêu nhau nhưng mà rất khó nói chuyện với nhau, thì em mong muốn một người có thể chia sẻ được những nỗi niềm mà khi mà mình gặp người đó, mình có thể, ví dụ em có một chuyện buồn gì đó, là em sẽ nghĩ ngay trong đầu tới người chồng, người yêu của mình, để người đó có thể là chia sẻ được với mình. Thì thứ nhất là chia sẻ, thứ hai đó là người đó phải cái gia đình phải cán đáng và mọi người phải có chung một cái quan điểm. Em nghĩ là ví dụ như có chung mục đích đến, anh muốn hai người con, em cũng muốn hai người con. Và chúng ta có thể có những cái quan điểm trái ngược với nhau, nhưng mà mình là những người có thể lắng nghe nhau để mình có thể phân tích ra đâu là cái điều tốt nhất cho gia đình của mình. Về những cái mà anh vừa hỏi á, em chia sẻ thì thực ra là cũng là con người của anh, cho nên là anh nghĩ là anh có thể làm được việc đó. Yeah.
Còn nếu mà trong mối quan hệ yêu đương thì ví dụ như là em thì khi mà làm việc thì em có thể rất là nghiêm túc. Mọi người hay nói là nhìn mặt em làm việc nó cọc lắm, cho nên là không ai muốn lại gần hết. Nhưng mà khi mà ở ngoài, giao tiếp ở ngoài thì em khá là cởi mở với lại mọi người. Em cũng thích làm nũng người yêu nữa. Cho nên là ví dụ anh đang làm việc, đang trong cái trạng thái rất là bận rộn vậy đó, nhưng mà em lại ví dụ như nhắn tin nói là anh ơi em đang buồn một cái gì đó, thì hoặc là em cần cái sự chia sẻ gì đó, thì anh có cảm thấy phiền không? Không, bởi vì bản chất là cái người mà nếu mà đi với mình đến cuối đời thì đó mới là việc quan trọng nhất, thì anh cần lắng nghe. Cho nên là những công việc khác trừ những cái cấp bách quá thì anh cũng thể nhắn lại với em là ừ em ơi chờ anh 5 phút hay gì đó để anh xử lý cho xong cái đó đã, rồi khi đó thì anh sẽ chủ động liên hệ với em sớm nhất có thể. Thì em cũng chỉ mong là như vậy thôi. Có nghĩa là sau khi mà mình dành hết thời gian cho công việc thì khoảng 15 phút thôi cũng được. Mình có thể bận rộn nhưng mà mình có thể gặp nhau một xíu, chở nhau đi vòng vòng, uống một ly cà phê thôi cũng được. Chứ em sẽ không mong muốn là mình phải đi chỗ này, đi du lịch chỗ kia. Quan trọng là cái thời gian mình dành cho nhau nó sẽ giá trị. Ba hơn nữa các bạn hình dung về một gia đình, một tương lai coi. Dạ, thì anh thì hình dung về một gia đình là nơi đấy thì thực sự anh là người sống gia đình. Và hướng nội, cho nên là anh cũng chỉ muốn một gia đình là hàng ngày có thể công việc rất là bộn bề nhưng mà tối thì cũng quây quần với nhau, bữa cơm có cha có mẹ có con, rồi cùng nhau thảo luận về cuộc sống một ngày đó trải nghiệm ra sao. Dạ, nó cũng khá là tương đồng với lại cái ý của em. Nhưng mà tương lai xa hơn nữa, quan điểm về con cái đi. Về con cái đối với anh thì anh không có quan trọng là nam con trai hay con gái, anh chỉ quan tâm là cái việc mà anh có thể làm gì để sau này con của mình là có thể là một người có ích cho xã hội, kiểu như vậy. Anh chỉ hướng cho một cái tương lai là cái người con đó có thể làm gì sau này cho cuộc sống của nó. Mình sẽ cho bé biết đó là ý nghĩa trong cuộc sống là như thế nào, vừa với lại sức của con, chứ không phải là mình muốn cái gì để mình áp đặt lên con. Em sẽ mong muốn như vậy. Và em cũng nghĩ về gia đình, về con thì em cũng có những cái tên cho con rồi đó. Ôi, có tên luôn hả? Dạ. Nào, nói thử đi. Nghe coi. Nói thử cho bạn trai nghe. Dạ, tại vì mẹ là người khá là quan trọng. Khi mà đến cái chương trình này, mẹ là người thúc giục con đi nhiều nhất. Nhưng mà hôm nay mẹ lại bận việc, mẹ không thể tham gia được. Thì mẹ rất là thích cái vần in. Dạ, mẹ rất là thích cái vần in. Cho nên là những cái đứa em tên là Trinh, em của em tên là Bình. Rồi thì sau này em cũng nghĩ là con nó sẽ có cái vần in. Bé gái sẽ là Thảo Linh, còn bé nam sẽ tên là Đức Minh. Thảo Linh giống con. Thì anh thấy có ok không? Đừng nói đặt tay đặt Quyền Linh nha. Dạ. Thì ra cái tên thì nhà trai tên Công mà đúng không? Dạ. Đặt Công Ninh nữa. Công Minh. Công Minh ạ. Công Minh. Công dạ. Linh chứ nghe Công Minh. Công Ninh. À, Công Minh. Em vừa nói tên là Minh phải không? Dạ đúng rồi, Đức Minh. Là Công Minh nữa. Công dạ. Minh. Công dạ. Minh nó đỡ hơn là Đình Công. Thì anh thì tên nó cũng không phải là cái anh để ý lắm. Dạ. Gần như anh không có để ý. Chủ yếu với anh chỉ hướng là sau như anh vừa nói lúc nãy ban đầu thì là người con đó sẽ sống như nào về sau thôi. Chứ tên hay các thứ thì anh không có quan tâm lắm. Ý ở đây là em nói là em đã nghĩ tới cái chuyện con cái trong cái chuyện sau này là mình sẽ giáo dục con như thế nào. Tức là bạn gái rất là hay, tức là nghĩ về tương lai cho con sẵn trơn rồi. Bạn trai cũng rất là hay là tâm biết con trai con gái quan trọng là ta dạy nó gì trong cuộc sống này thôi. Dạ. Rất là tuyệt vời đó các bạn. Hai bạn tôi nghĩ rằng rất là chín chắn trong chuyện tình yêu luôn. Bây giờ Công bước tới nắm tay Trinh ha. Đó. Hai cho anh nắm tay. Đứng gần hơn chút xíu đi nào. Dạ. Cho anh nắm tay. Đó. Hai người đối diện với nhau. Chúng ta có 30 giây nhìn thẳng vào mắt nhau. Đến chương trình thì cũng là một cái duyên rồi thì anh cũng mong là mình sẽ có tặng nhau những cái điều kiện, những cơ hội để sau này tìm hiểu nhau hơn. Thì tất cả những cái việc mà anh nói ở đây nó chỉ là nhất thời. Thì chứng minh được hay không nó sẽ là khoảng thời gian phía sau. Cảm nhận về Công suốt cuộc nói chuyện với bạn gái Trinh đó thì Công thấy thế nào? Dạ thì em thấy là anh Công khá là điềm đạm và chững chạc trong suy nghĩ. Có thể là người này là sẽ là người không chỉ nói không mà người này sẽ hành động nhiều hơn. Em tin là như vậy. Ngược lại Công. Dạ. Anh thấy em hiền dịu và điều kiện các thứ thì cũng có những cái suy nghĩ sống giống như anh ấy. Thì anh nghĩ là nếu mà tương lai mà có những cái điều kiện tìm hiểu xa hơn thì nó sẽ tốt. Nếu mà ở Củ Chi xa quá thì ví dụ như bữa đó trời nóng nực quá mình có thể anh có thể từ Gò Vấp hả? Gò Vấp. Xuống Củ Chi ăn kem được không? Anh ở ngay chỗ công viên Làng Hoa nên xuống nó cũng không xa lắm. Nó cũng giáp với quận 12 rồi nên đi xuống em cũng không phải vấn đề. Một khi đã quen rồi thì không nhất thiết là Gò Vấp, ở đâu thì anh vẫn xuống được mà. Thôi nha.
nhau một bài, hát đó, tặng nhau một bài đi, đứng đó nắm tay đi. Dạ. Vẫn cứ nắm tay hát cho nhau nghe đi các bạn. Các bạn đẹp đôi lắm. Anh đó. Anh có hát không? Anh có hát không? Anh hát được chút. À, anh hát rồi. Anh hát chút kìa. Đúng không? Bài con sẽ hát bài Suy Nghĩ Trong Anh đi. Dạ dạ. Cứ qua thêm một ngày mới biết thế nào là yêu. Một ngày trôi qua vội vã nhưng trong anh rất nhiều điều. Những suy nghĩ trong anh cứ lớn lên từng phút, cứ lớn lên từng ngày khi anh được ấm áp bên em. Những suy nghĩ trong anh giờ đây chia làm hai. Một nửa trong anh từng nghĩ chúng ta sẽ bên nhau trọn đời. Nhưng nếu lỡ một ngày em nói lời chia tay, anh sẽ thế nào đây? Anh sống thế nào đây? Hãy để cho anh được yêu, yêu em trong từng suy nghĩ. Dù là tương tương thôi nhưng anh cũng thấy vui rồi. Đừng nói chi em ơi, tình yêu không cần nói. Chỉ cần cảm nhận thôi, anh nghĩ cũng đủ rồi. Nhiều khi anh thường mơ, mơ một mình cười ngân ngơ. Chúng ta sẽ được sống trong ngôi nhà đầy trẻ thơ. Có khó không em ơi, nếu giấc mơ là xa xôi, thì anh xin được giữ giấc mơ đó ở trong suy nghĩ anh mà thôi. Em gái có hát lại không? Em sẽ tặng anh một ca khúc của Bích Phương ha, Mình Yêu Nhau Đi. Hình như anh có gì muốn nói, cứ ngậm ngừng rồi thôi. Và có lẽ anh không biết rằng em cũng đang chờ đợi. Ở cạnh bên anh bình yên lắm, anh hiền lành ấm áp. Cứ tiếp tục ngại ngùng thì ai sẽ là người đầu tiên nói ra? Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh? Hãy để chắc chắn anh hãy lắng nghe tim muốn gì, rồi nói cho em nghe một câu thôi. Câu này để chút nữa anh sẽ nói liền ở đây luôn nha. Tại vì em cũng hồi hộp quá. Rồi, ok. Mời các bạn về vị trí đi. Một cuộc nói chuyện rất là tốt đẹp. Và bây giờ chúng ta để tay vào nút bấm, đưa ra quyết định từ trái tim của mình. Nếu như chúng ta thấy đây là một nửa mảnh ghép sẽ ghép cùng với cuộc đời của chúng ta thì bấm ngay cái nút đó. Còn nếu không, chúng ta không cần bấm, để nút bấm nó cho người khác. Hãy sẵn sàng có trách nhiệm với nút bấm của mình, quyết định của mình nha. Chúng ta bấm nút không vì điều gì cả, bấm nút vì chúng ta biết đây là một nửa mảnh ghép của chúng ta. Chuẩn bị. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1, 2, 3. Hết thời gian. Tại sao vậy em gái? Dạ em rất là cảm ơn chương trình. Em cũng thấy anh Công lắm, rất là một người rất là dễ thương, hiền lành. Nhưng mà em cũng không thể nào dối cái cảm xúc của mình được, đó là có thể là hôm nay mình chưa có cảm xúc nhưng mà về sau đó mình có thể nói chuyện với nhau nhiều hơn. Thật là bất ngờ. Dạ. Tất cả những gì đang diễn ra rất là tốt đẹp, nhưng mà tôi chợt thấy ra trong ánh mắt cô gái ấy một điều gì đó chưa có cảm xúc nhiều lắm. Dạ. Tôi đã thấy ngay từ giây phút cuối cùng đó. Nhưng mà cũng rất là mong là mình có thể làm bạn với nhau. Tại vì là trong suy nghĩ và tư tưởng về tương lai của mình thì rất là hợp với nhau. Thì có thể làm bạn sẽ tốt hơn. Là người đàn ông rất là bản lĩnh đó. Dạ, tôi thì tôi thích những người đàn ông đã từng thất bại. Dạ. Bởi vì sau khi thất bại đó, họ đã nếm trải rất nhiều cái nỗi cay đắng trong cuộc sống này. Và họ vững vàng hơn, họ đứng lên tốt hơn, họ sẽ thành công nhiều hơn. Và với độ tuổi của Công thì cũng chưa phải là độ tuổi lớn lắm. Dạ. Có rất nhiều cơ hội để chúng ta làm lại. Dạ. Và con cảm ơn chú. Chú tin rằng con sẽ làm được điều đó. Đừng buồn gì cả. Một chút cảm xúc lắng động thôi. Và hãy nhớ đến ngày hôm nay, nhớ chúng ta có quen một cô gái không có bấm nút. Dạ. Nhưng cảm mà mình không bấm nút để tìm hiểu về một mối lương duyên, nhưng mà có thể mình sẽ lương hiểu là một người bạn. Chú cảm ơn con. Dạ. Thật ra con đang sống rất thật với lòng mình. Dạ. Đó. Ở trong chương trình này, chú không muốn mình dối lòng mình. Bởi vì khi ta đến đây á, người ta bấm nút là ta bấm nút vào cả trái tim của mình. Cho nên mình bấm vì điều gì đó là mình làm tổn thương người ta. Và chú cũng rất thích trân trọng cái quyết định của con, chứ không phải là cái đó sai đâu nha con nha. Điều này rất là đúng luôn, và chương trình cũng rất là thích những điều này. Chúng ta bấm điều gì tự nhiên bấm chê à, đúng không? Và cảm ơn con về cái thật lòng đó. Em có thể xin bắt tay anh một cái nữa nha. Rồi cảm ơn anh. Rất đẹp đôi, rất tiếc nhưng không sao.
hai đường thẳng song song nó cũng gặp nhau. Nhưng mà có thể làm bạn, em không có chắc chắn điều đó. Rồi, được mà. Chúc hai bạn sớm sẽ tìm được một nửa mảnh ghép trong cuộc sống của mình. Và biết đâu được, chúng ta sẽ gặp nhau. Đây là những phần quà của chương trình gửi tặng các bạn. Đừng có lo lắng, anh cũng đang đi bán nước rửa chén rồi không? Dạ. Em thấy rồi đó, anh đi bán nước rửa chén là cũng hiểu rồi đó. Dạ. Đừng có lo lắng gì, mình cứ làm việc của mình thôi, không có gì ngại ngùng hết. Dạ dạ. Đây là Aquaceline lan đất không mùi đến từ châu Âu. Hết mùi hôi, khô thoáng đất đến 72 giờ gửi tặng cho hai bạn. Hãy làm bạn với nhau để có thể giúp nhau trong cuộc sống này nha. Dạ. Đây là phần quà đến từ nhà tài trợ Happyna Kiwi. Cách xây dựng Nhật Bản tương tự thế. Chặt quẳng gánh lo đi và vui sống. Dạ. Cuộc sống này nó cũng khó khăn bộn bề lắm. Nay cũng cố gắng vượt qua để vui sống là được. Dạ.